đàn 6 giây đứt hai còn 4 này thì đánh cái gì hả Đức? Chả hiểu nghệ sĩ kiểu gì, cái đàn 6 giây đứt mất 2 giây rồi bây giờ đánh kiểu gì? Anh đang định ném đi. Tôi ném. Đàn còn 1 giây em vẫn đánh được cho anh. Thế à? Anh không tin. Thử nhá. Thử đi, 4 giây nào. 4 giây. Đánh bài gì nhỉ? Đánh bài gì bây giờ? Bây giờ gần Tết rồi. Mà dịch thì nó đang căng thẳng quá. Bây giờ anh hát bài gì về Tết mà liên quan đến ngày dịch? Có rồi. Tết nữa rồi. Tết nữa rồi. Toàn dân ta đi ngoáy vui chọc cho sầu đau hết người. Một lần Tết hoa mắt đứt 300 người gian chung ra Bắc một năm. Giờ đi đâu ai cũng Tết dù đi chơi hay đi làm. Tết nữa rồi. Tết nữa rồi. Tết nữa rồi. Tết nữa đi cho lòi tiền. Tiền đâu? Anh tiền làm gì? Tiền đi mua dây đàn. Thôi chờ anh đi test về xong là anh mua dây cho nhá. Ai ơi, mà